Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store TV. Có lẽ rằng con chip Exynos 2100 đang là một con chip mà đã gặt hái được khá nhiều thành công của Samsung ở trong khoảng thời gian gần đây. Và ở thời điểm hiện tại, để đe dọa tới những nền tảng khác nhau thì Samsung đang có những thông tin về việc ra mắt 3 bộ vi xử lý mới. Và có một lưu ý của mình đấy là chúng ta còn có cả một bộ vi xử lý dành cho cả laptop và có một bộ vi xử lý cao cấp mới. Dự kiến có khả năng nó sẽ được trang bị trên chiếc Galaxy Z Fold 3 sắp tới thì sao? Vậy thì cụ thể 3 bộ vi xử lý này như thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu ở ngay trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đôi chút về những cái con chip mà Samsung sắp ra mắt ở trong khoảng thời gian gần đây. Theo leaker Ice Universe cho hay thì Samsung sẽ ra mắt 3 chip Exynos trong năm nay. Một con chip Exynos đầu 8, một con chip Exynos đầu 12 và một con chip Exynos đầu 22. Về cơ bản thì anh em tạm hiểu đấy là một con chip Exynos đầu 8 sẽ là con chip Exynos giá rẻ. Exynos 12 sẽ là những con chip dành cho những chiếc máy nằm ở trong phân khúc tầm trung và cận cao cấp. Còn con chip Exynos 22 series thì nó sẽ dành cho những chiếc máy cao cấp và có khả năng nó cũng sẽ được trang bị lên trên những chiếc laptop. Với con chip Exynos 8XX thì mình nghĩ rằng năm nay Samsung sẽ phải cải thiện hơn rất nhiều. Tại vì sao? Năm trước con chip Exynos 850 ở trên những chiếc máy như là Samsung Galaxy A21s nó không thực sự đem đến cho mình một cái mức hiệu năng quá tốt như mình kỳ vọng. Hiệu năng CPU và GPU thực sự không quá chất lượng, khiến cho trong một số trường hợp khi mà chúng ta muốn mua những cái chiếc máy để giúp cho chúng ta có được khả năng chơi game tốt thì những chiếc máy tới từ Samsung lại không phải là những ưu tiên hàng đầu ở trong cái phân khúc tầm giá này. Thế nên mình mong rằng với con chip Exynos đầu 8 mới này thì Samsung sẽ cải thiện cho chúng ta nhiều hơn về mặt hiệu năng để giúp cho chúng ta có được những trải nghiệm tốt nhất. Còn đối với con chip Exynos đầu 12 thì nó sẽ có khả năng là một phiên bản kế nhiệm của con chip Exynos 1080. Với việc là một con chip kế nhiệm cho con chip Exynos 1080 đã được trang bị ở trên series Vivo X60 thì mình nghĩ rằng đây vẫn là một con chip rất mạnh mẽ và mong rằng thực sự Samsung sẽ đem đến cho chúng ta những cái GPU được tối ưu bởi AMD, qua đấy giúp cho chúng ta có được một hiệu năng chơi game tốt hơn. Và nếu như Samsung đem được những con chip Exynos đầu 12 lên trên những chiếc máy Samsung ở trong thị trường Việt Nam thì mình nghĩ rằng doanh số ở trên những chiếc máy Samsung cũng sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Vì cơ bản rằng những người dùng Việt Nam chúng ta khi mà muốn sở hữu những chiếc máy thì họ đều phải đảm bảo được hai yếu tố. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một mức hiệu năng mạnh mẽ để chiến game, hoặc ít nhất là chúng ta cũng phải có một mức hiệu năng ổn để sử dụng về lâu về dài, cũng như là giúp chúng ta có được cái khoản hỗ trợ phần mềm. Và chính nhờ cái khoản hỗ trợ phần mềm này, với việc Samsung đã cam kết hỗ trợ phần mềm lâu hơn ở trên những chiếc máy của họ, thì người dùng chúng ta cũng sẽ là người được hưởng lợi khi những con chip bắt buộc cũng sẽ phải mạnh mẽ dần theo thời gian, để qua đấy tránh được những cái hao tổn liên quan đến hiệu năng, để tránh những cái trường hợp đấy là khi chúng ta sử dụng ở trong khoảng thời gian 1 cho đến 2 năm tiếp theo thì nó xuất hiện hiện tượng bị giật lag. Thế nên những cái gì mà Samsung trang bị năm nay ở trên bộ 3 chip Exynos mới thì cũng là một điều hoàn toàn dễ hiểu để giúp Samsung đảm bảo tính uy tín của mình là cái thứ nhất, và cái thứ hai là hướng tới trải nghiệm sử dụng của người dùng. Còn đối với con chip Exynos 2200 series, về cơ bản thì đây là con chip Exynos series 22 đi, thì đây là những bộ vi xử lý cực kỳ cao cấp và có khả năng nó sẽ được trang bị lên trên chiếc Galaxy Z Fold 3. Mình cũng không biết rằng Samsung có trang bị lên trên chiếc Galaxy Z Fold 3 hay không, nhưng với việc chiếc Samsung Galaxy S10 Plus và Samsung Galaxy Note 10 Plus ở thời điểm trước đó được trang bị hai con chip khác nhau và được cải thiện hơn về hiệu năng GPU thì mình nghĩ rằng biết đâu trong năm nay Samsung sẽ đem đến cho chúng ta những thay đổi như vậy thì sao. Nếu như đem đến những thay đổi như vậy thì nó thực sự rất tốt và giúp cho người dùng chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Và xét về những cái mối đe dọa đi thì ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có rất nhiều những mối đe dọa ở trong các phân khúc tầm giá như tầm trung, giá rẻ, cao cấp hay cận cao cấp. Ví dụ như ở trong phân khúc tầm trung đi thì chúng ta đang có rất nhiều những con chip như là Snapdragon 720G hay là con chip Snapdragon 765G đang là những con chip thuộc dạng đấy là con chip nó cận cao cấp trước đó và nó xuống giá, thế nên rất nhiều hãng đang sắm những con chip này để trang bị lên trên những chiếc máy tầm trung. Còn đối với con chip Exynos 12 series thì chúng ta lại có những con chip mới, ví dụ điển hình như là Snapdragon 768G, Snapdragon 775G hay thậm chí đấy là chúng ta có những con chip như Snapdragon 870G. Thế nên một câu hỏi được đặt ra ở đây đấy là liệu nó có đủ sức đe dọa đến những con chip đấy hay không? Còn đối với con chip Exynos 22 series thì mình nghĩ rằng Samsung năm nay thực sự đầu tư vào con chip này, khi theo như những nguồn tin trước đây thì Samsung đang thử nghiệm một chip mới đi kèm với GPU AMD được đưa vào một chiếc máy tính xách tay dựa trên nền tảng ARM. Vậy các bạn thì anh em có thể hiểu đấy là chúng ta sẽ hoàn toàn có thể có được những chiếc tablet với mức hiệu năng vô cùng mạnh mẽ và nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với con chip Apple M1. Có chăng một vấn đề được đặt ra ở đây đấy là Samsung thì tất nhiên rồi vẫn sẽ sản xuất ra những chiếc laptop chạy trên nền tảng Windows mà thôi.
Thế nên là liệu Windows có quá tối ưu cho nền tảng ARM hay không thì vẫn đang là một vấn đề lớn, và những ứng dụng có chạy mượt mà trên tiến trình ARM hay không khi mà chuyển từ tiến trình x86 xuống thì vẫn đang là một ẩn số, và mình mong rằng trong khoảng thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn. Còn các chip Exynos trước đây thì như anh em cũng có thể biết đấy là chúng ta đã nhận được rất nhiều những lời chỉ trích về quá nóng và hiệu suất hoạt động kém hiệu quả. Và Samsung năm nay cũng đã đem đến cho chúng ta nhiều thay đổi khi con chip Exynos 1080 và con chip Exynos 2100 là những con chip Exynos rất mạnh. Mặc dù nó vẫn chưa phải là mạnh nhất, nó vẫn chưa thực sự cạnh tranh được so với con chip như là Apple A14 hay thậm chí là Snapdragon 888. Nhưng việc kiểm soát được nhiệt độ cũng là một nỗ lực rất đáng khen, và có lẽ rằng năm nay Samsung sẽ bung sức mình ở trong nửa cuối năm 2020 với con chip Exynos 22 series, và có khả năng nếu như nó được trang bị lên trên chiếc Galaxy Z Fold 3 thì nó sẽ là một mối đe dọa rất lớn đối với con chip Apple A14 Bionic cũng như là con chip Apple M1. Vậy thì anh em thấy sao về những thông tin về các con chip mới ở trên Samsung sẽ được ra mắt trong khoảng thời gian tới đây? Thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như là nhớ subscribe kênh YouTube của chúng mình. Nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Mình là Ngọc Linh, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.